chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, hàng loạt những vụ án liên quan đến những nạn nhân nhỏ tuổi xảy ra, từ vụ gì ghẻ, chút đòn roi con người tình, đến vụ cha dượng găm đinh, đẩy con riêng vào cửa tử đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Có thể thấy là những sự việc này đều đã xảy ra suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, đến khi cơ quan chức năng nhận được thông tin thì những nạn nhân đã phải chịu hậu quả thương tâm. Đâu là nguyên nhân của sự chậm chế này? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Phát biểu tại cuộc họp về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khái quát, nhìn chung bức tranh về trẻ em Việt Nam hiện rất tươi sáng, tốt đẹp, đạt nhiều thành tựu to lớn từ y tế, chăm sóc sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần. Năm qua, ngành đã làm được nhiều việc, trong đó trợ giúp cho trẻ mồ côi, trẻ bị mắc F0, trẻ là trường hợp F1, phụ nữ sinh con thời gian F0 được hỗ trợ chi phí mà nhiều chính sách chúng ta đã đi trước đón đầu. Nhưng vừa qua, vẫn có những vụ việc trẻ em bị đối xử tàn độc, bị xâm hại, lợi dụng, gây sửng sốt, phẫn nộ trong dư luận. Bộ trưởng nêu vấn đề, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước là làm sao để những sự việc như vậy không tiếp tục xảy ra nữa. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trẻ em vừa là mục tiêu, vừa là đối tượng, là chủ thể trong phát triển con người. Con người là mục tiêu động lực phát triển, thì trẻ em là trung tâm động lực trẻ em là tương lai nhưng là đối tượng bị tác động xâm hại vì các em không tự bảo vệ được bản thân. Do đó, việc bảo vệ các em là phụ thuộc vào sự bảo vệ của người lớn và việc trẻ em tự biết các thông tin để bảo vệ. Giải pháp hiện để giải quyết vấn đề này là lấy phòng ngừa là chính, quan tâm đến giáo dục pháp luật mọi lúc mọi nơi trên phương tiện truyền thông, phải tạo môi trường thân thiện, an toàn và lành mạnh. Nơi an toàn nhất là gia đình, nhưng ở nơi an toàn nhất lại xảy ra những sự việc thương tâm này. Tại sao để người lạ tiếp cận các em đơn giản như vậy? Nếu người thân có trách nhiệm thì những chuyện đó đã không xảy ra. Chúng ta hỗ trợ cháu cũng chỉ là điểm cuối thôi. Cái xảy ra rồi, chúng ta chỉ giải quyết được phần ngọn." Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh. Người đứng đầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng phải hỗ trợ, can thiệp ngay từ khi có nguy cơ chứ không chờ xảy ra rồi mới giải quyết. Bộ trưởng chia sẻ có nguy cơ thì phải báo cáo ngày, không thể thờ ơ, vô cảm. Bản thân chúng ta chỉ cần nghe con cháu mình khóc thì như là sát muối vào người. Chứ ở đây họ đã ra tay tàn bạo với con mình mấy tiếng đồng hồ, tại sao bố mẹ không biết. Báo cáo lãnh đạo bộ về vấn đề này, Cục trưởng Cục Trẻ Em Đặng Hoa Nam nhận định, Vừa rồi, các vụ trẻ em bị đối xử tàn độc, bị xâm hại, có thể thấy nổi lên một vấn đề là do việc trẻ được giao cho những người chăm sóc không đủ điều kiện mà cơ quan quản lý nhà nước không nắm được không phát hiện được, không chỉnh được. Đơn cử như việc trẻ phải sống với người tình của bố hoặc mẹ sau khi gia đình tan vỡ. Trẻ sống ở những cơ sở nuôi dưỡng chưa được cấp phép như tỉnh thất bồng lai. Theo ông Nam, vấn đề này cần tính lại, làm sao để đảm bảo những môi trường nuôi dưỡng trước hết là phải an toàn đối với trẻ. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chất vấn thêm cán bộ phụ trách Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 Tại sao những vụ việc lợi dụng đối xử tàn độc xâm hại trẻ em nghiêm trọng như vừa qua, khi tổng đài 111 tiếp nhận được thì các thông tin đều đã chậm muộn rồi? Như vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu ở Thạch Thất, chỉ khi cháu bé nhập viện đến lần thứ tư, thập tử nhất sinh rồi, ông nội của cháu mới gọi phản ánh tới tổng đài 111. Tại sao nhiều người dân vẫn chưa biết đến tổng đài bảo vệ trẻ em này và sử dụng một cách kịp thời hiệu quả? Trưởng tổng đài 111 báo cáo với bộ trưởng Thực tế, vấn nạn xâm hại trẻ em trong năm 2021 tăng cao hơn hẳn so với năm 2020 với 625 ca, tổng đài phải can thiệp xử lý. Trong đó, trẻ bị đối xử tàn độc trong gia đình chiếm tỷ lệ nhiều nhất tới 75%, tăng cao hơn rất nhiều, trong khi bắt nạt học đường lại giảm hẳn do trẻ không thể tới trường. Đây là một điểm đặc thù của năm 2021. Dự báo thời gian tới, khi trẻ được đi học trở lại, vấn đề bắt nạt học đường có khả năng gia tăng nóng trở lại. Đây chính là vấn đề cần quan tâm để ngăn chặn. Cán bộ phụ trách vận hành tổng đài 111 cũng trình bày những khó khăn trong hoạt động của cơ quan này, chính là đầu mối thông tin can thiệp tại cơ sở. Hệ thống của chúng tôi có cơ sở dữ liệu để kết nối với cán bộ ngành lao động thương binh và xã hội, tới phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân cấp xã, số của công an, hội phụ nữ, nhưng hầu hết các trường hợp đều phải kết nối cùng lúc 4 đến 5 đầu mối mới tính được hướng can thiệp, hỗ trợ trẻ. Khả năng làm việc của cán bộ tại cấp cơ sở còn hạn chế thông thường kết nối với cán bộ phòng lao động thương binh và xã hội tại cơ sở vẫn là nhanh hiệu quả nhất, trưởng tổng đài 111 cho hay. Khó khăn khác, thực tế với tổng đài là về nhân sự cũng như kinh phí hoạt động. Đại diện tổng đài cho biết, riêng năm 2021, tổng đài còn thiếu 500 triệu đồng tiền cước phí hoạt động điện thoại, đang nợ nhà mạng. Khả năng cao năm nay cũng sẽ tiếp tục thiếu hụt như thế mà chưa biết cách nào giải quyết. Ngay tại cuộc họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định sẽ giúp tổng đài 111 giải quyết dứt điểm vấn đề này. Để nhiều người hơn biết tới tổng đài 111, Bộ trưởng Tán Thành đề xuất in thông tin phổ biến số điện thoại bảo vệ trẻ em này lên sách giáo khoa, bao bì sản phẩm sữa, các sản phẩm dành cho trẻ em. Ngoài ra, người đứng đầu ngành lao động thương binh và xã hội nêu yêu cầu phải tuyên truyền chính sách để trẻ em nhận thức được quyền của mình, để khi bị bố mẹ đánh cũng có thể phản ứng, nhắc nhở người lớn và có thể gọi điện tới số 111 phản ánh bất cứ lúc nào ông Dung cũng lưu ý phòng ngừa nguy cơ trẻ bị đối xử tàn độc, nguy cơ tiêu cực trục lợi từ trẻ em từ chính những cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em như các mái ấm, các làng trẻ SOS đang vận hành trên cả nước. Vì hiện nay, chân đèn chính là nơi tối nhất. Bộ trưởng vặn hỏi cán bộ phụ trách hoạt động bảo trợ này có dám cam kết không có bạo lực tiêu cực tại những cơ sở như vậy hay không? Người trả lời thừa nhận không dám cam kết việc này, nhưng vẫn luôn tổ chức tập huấn, đào tạo về kỹ năng phòng chống bạo lực, cũng đã tổ chức tuyên truyền để mọi trẻ sống tại các cơ sở này đều biết, đều có thể gọi tổng đài 111 nếu bị đe dọa, xâm hại. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lập tức yêu cầu tổ chức thanh kiểm tra hoạt động nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở chăm sóc ngay trong năm 2022. Vẫn xung quanh chuyện vận hành số điện thoại chuyên để bảo vệ trẻ em, lãnh đạo Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng nêu băn khoăn. Sau tổng đài 111 vẫn ít người biết, ít người gọi. Con số 500 đến 600 ca can thiệp hỗ trợ mỗi năm với trẻ chắc chắn chưa là gì so với nhu cầu của 26 triệu trẻ em, nhu cầu của 100 triệu dân Việt Nam hiện nay. Ông này cho rằng cần đi thẳng vào sự thật là cán bộ làm công tác trẻ em nói chung, cán bộ ở cơ sở nói riêng vừa thiếu, vừa yếu và không muốn làm việc, cũng không đủ điều kiện làm việc nên không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ Em mong muốn Bộ trưởng kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn để có hướng giải quyết căn cơ vấn đề này. Tán thành phân tích này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhắc lại, trong nghị quyết về kết quả cuộc giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em mới đây có một nhận xét xác đáng. Hiện có 15 cơ quan liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhưng mạnh ai người nấy làm. Sự phối hợp công tác rất yếu, thiếu và kém hiệu quả. Vấn đề khác, từ trung ương đến cơ sở có rất nhiều cấp ngành quản lý nhưng chưa có cuộc thanh kiểm tra thực sự nào với hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em. Cũng tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu năm 2022 phải thực hiện thanh tra, giám sát toàn diện công tác chăm sóc, giáo dưỡng trẻ em, không có vùng cấm, phải thực hiện nhanh nhất, phát hiện vụ việc sớm nhất, điều tra kết luận nhanh nhất, xử lý kịp thời, xử lý nghiêm nhất và hỗ trợ tốt nhất. Dẫn trường hợp cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất bị đinh găm vào đầu, đang nằm viện Sanh Pôn ở Hà Nội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, câu chuyện khiến cháu bé phải nằm bệnh viện hiện giờ là vô cảm của người lớn, không thể chấp nhận được. Nếu phát hiện từ lúc cháu gãy tay, trước đây thì mọi chuyện đã không xảy ra. Về công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tại cơ sở, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, việc phối hợp giữa ngành với các địa phương chưa tốt trong việc cấp kinh phí, nhân sự. Mấy năm trước, tôi biết có một địa phương tổ chức mấy tỷ đồng cho Tết Trung Thu, nhưng không có đồng tiền nào cho công tác chăm sóc trẻ em. Chúng tôi điện yêu cầu họ cấp ngân sách lập tức là có ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, công tác tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ trẻ em cần phải bài bản và mới hơn. Công tác giáo dục quyền trẻ em hay thông tin về Tổng đài Quốc gia chăm sóc trẻ em số 111 cần phải đưa vào nhà trường, cần bàn với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa thông tin này vào sách giáo khoa và độ chơi. Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhắn nhủ, tất cả cha mẹ, người lớn hãy dành sự quan tâm tốt nhất cho trẻ em. Thưa quý vị, như kết luận của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian hơn cho con, lắng nghe con nhiều hơn để là người đầu tiên phát hiện được những bất thường con đang gặp phải và kịp thời có cách xử lý, tránh xảy ra những trường hợp đau lòng như những vụ án vừa qua. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.